mọi người ơi, mấy mẹ con và cháu ra đây để ăn này. Đây mọi người ạ. Chẳng có gì chiều chiều đến ăn này thôi, đúng không? Tình yêu của mẹ ạ. Ngọt quá này. Mọi người nhìn nha. Đây. Ăn xong nửa con gà này không phải ăn tối đâu các bác ạ. Cần gì ăn tối. Cái này mà chấm cái này thì còn gì bằng chị em ạ. Quá tuyệt vời. Còn bạn nhỏ nhà em cho cái đùi. Mời cả nhà nhé. Quá tuyệt vời chị em ạ. Mùi ớt nữa. Quá ngon luôn. Có tuyệt vời. Chó nhà em ăn đấy. Em ạ. Ớt này không biết ớt gì mà cay cay hăng hăng nhưng mà rất là ngon. Gà không mỡ, chỉ có thịt với da thôi. Gà nhà em nuôi vườn, rất ngon. Bye bye chị em nha. Ăn tiếp đây.